Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Đó là đã bạn nào mà đi đặt hàng laptop nhưng mà cái con laptop mà mình thích mãi cửa hàng không về được hay không ạ? Thời điểm này là laptop đang rất là khan hiếm đấy nhá. Đấy, hay là có bạn nào mà đang chuẩn bị đi đặt hàng những cái con kiểu là iPad Gen 8, iPad Gen 9 hoặc là iPad Air 4 để mà học online, thì thấy là hiện tại thời điểm bây giờ nó đột ngột tăng giá hay không ạ? Đặc biệt là iPad Air 4. Đấy, các bạn có thể để lại comment cho mình biết. Hay là những bạn nào mà có nhiều tiền hơn đi, chúng ta đặt bộ 4 iPhone 13 series mà đến bây giờ vẫn chưa nhận được hàng, hãy để lại comment cho mình. Còn những bạn nào mà đã nhận được hàng rồi thì xin chúc mừng, các bạn là những người rất là may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn để ý hôm trước mình có một cái video gọi điện cho tổng đài đấy, tổng đài của một cửa hàng hỏi xem là những cái sản phẩm bán ế kiểu như là 13 mini hay là 13 Pro thì liệu bao giờ nó về hàng, thì phải đến giữa tháng 12, thậm chí còn lâu hơn mới có thể về hàng được. Và ngày hôm nay thì lại có thêm một thông tin nữa tương đối dữ khi mà mình đọc được ở trên mạng, đó là iPhone 13 cung sẽ không thể bắt kịp cầu trước tháng 2 năm 2022, nghĩa là trước Tết âm lịch là cái nguồn cung iPhone 13 đang rất khan và rất hạn chế. Và bây giờ nghịch lý chưa bao giờ có tại thị trường Việt Nam, đó là iPhone hàng xách tay đắt hơn cả iPhone hàng chính hãng, đắt hơn luôn. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn mua ngay và luôn thì chúng ta phải bỏ thêm tiền, không phải là 1 triệu đâu nhá, mà có thể là vài 3 triệu đấy. Giải thích cho cái nguyên nhân này thì là điều gì đây? Ở đây mình có đọc thông tin này, Apple đã phải cắt giảm một số lượng khá lớn iPhone 13 vì Broadcom và Texas Instruments không có khả năng cung cấp đủ chip màn hình theo đơn hàng của Apple. Các bạn thấy không ạ? Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đó là ở Trung Quốc hiện tại là đang xảy ra cái hiện tượng là thiếu điện trầm trọng. Tất nhiên, điện ở Trung Quốc thì họ vẫn ưu tiên cho các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái khu sản xuất những cái mặt hàng theo kiểu là công nghệ cao như là iPhone. Đấy, tuy nhiên là rõ ràng cái điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy chứ, đúng không ạ, đến cái chuỗi sản xuất. Có thể đâu phải là chỉ cái mỗi sản xuất iPhone mới cần điện, những cái chỗ khác, những cái chỗ cung ứng khác cho nhà máy của Apple ở bên Trung Quốc vẫn phải cần điện chứ, đúng không nào? Đấy, vậy đây là việc thiếu điện trầm trọng ở Trung Quốc đang ảnh hưởng rất lớn. Đây là giống kiểu một cuộc khủng hoảng năng lượng điện ở bên Trung Quốc ấy nhá. Và các bạn biết rồi đấy, nhà máy iPhone ở bên Trung Quốc là nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất trên thế giới bây giờ. Rồi, tiếp tục nữa nào. Nhân công, đúng không ạ? Rõ ràng rồi, dịch Covid nó ảnh hưởng đến tất cả luôn. Nhân công bây giờ sẽ bị thiếu hụt hơn chứ, đúng nào? Chắc chắn rồi, nhân công sẽ bị thiếu hụt hơn. Sau ngày xưa làm sao mà đi làm đông đúc như ngày xưa được nữa. Tiếp theo nữa, đó là cái chi phí nhân công nó cũng sẽ tăng lên. Đó, chắc chắn luôn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chi phí vận chuyển cực kỳ cao luôn. Mình nói luôn với các bạn là bây giờ chi phí vận chuyển không chỉ riêng gì ở Trung Quốc đâu nhá, mà ở Việt Nam chi phí vận chuyển rất là cao. Mình nói luôn, một cái iPhone bán ra nó phải chịu rất là nhiều cái chi phí. Ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ ở chi phí mặt bằng, chi phí thuê nhân viên, chi phí marketing, chi phí vận chuyển cái thứ nữa. Nhưng bây giờ còn gì nữa? Chi phí xét nghiệm Covid. Có chứ, ai bảo không. Tất cả đều vào tính vào chi phí hết đấy các bạn ạ. Đúng nào, có chứ. Rồi, tiếp tục nữa nào. Cái điều này là cái điều mà mình cảm thấy tương đối đáng tiếc này. Đó là cái đề vài năm. Rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, chúng ta nên mua điện thoại sau Tết hay là trước Tết? Thì mình luôn luôn khuyên các bạn là chúng ta nên mua điện thoại trước Tết. Để làm gì? Để thứ nhất, đó là nó là một cái phần quà nho nhỏ để dành tặng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả. Thứ hai nữa, đó là chúng ta mua điện thoại trước Tết để khi về Tết chúng ta sử dụng. Bởi Tết là chúng ta sử dụng nhiều mà. Ngày đi làm thì làm gì có thời gian mà sử dụng điện thoại mấy. Chủ yếu là thời gian sử dụng Tết thôi. Thời gian trống nó nhiều, thời gian rảnh nó nhiều chúng ta sử dụng. Hay là Tết chúng ta lấy điện thoại ra, chúng ta chụp ảnh khoảnh khắc cho gia đình, cho bạn bè, cho bản thân. Thì cái đó là những cái mà không thể quy đổi ra bằng tiền và cũng không cần phải chờ đợi để giảm giá thêm vài trăm nghìn làm cái gì sau Tết cả, đúng không ạ? Và mình luôn luôn khuyên các bạn là nên mua điện thoại trước Tết. Đấy. Nhưng bây giờ có khả năng chưa chắc, nếu bạn đặt hàng muộn đấy nhá, chưa chắc các bạn đã nhận được iPhone 13 trước Tết đâu. Đấy, đấy là cái điểm mà mình nghĩ là cũng rất là đáng tiếc. Còn mình thì mình thấy là như này này, những người có nhu cầu thực sự để mua điện thoại, người ta sẽ mua trước Tết. Còn những người mà người ta không có quá nhiều nhu cầu thực sự phải mua ngay thì có thể người ta sẽ mua sau Tết. Ví dụ
như là Rich Kids chẳng hạn. Đấy, các bạn học sinh, sinh viên, nhà có điều kiện một chút, để chúng ta sẽ có thể là lấy tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi các bạn mình nghĩ là cái phải đủ tiền mua cả một cái ô tô chứ mua cái iPhone đáng thua gì, đúng nào, những bạn Rich Kids ý. Đấy, chúng ta dành tiền mừng tuổi để chúng ta đi mua iPhone, thì chúng ta sẽ mua sau Tết. Và lúc đó mình đảm bảo với các bạn, iPhone sau Tết cũng không thể giảm được. Bởi vì lúc đó là lại là nhu cầu của những người mà không có nhu cầu. Đấy, nói thế nó hơi khó hiểu, nhưng mà lúc đó thì lại xuất hiện nhu cầu của các bạn Rich Kids rồi. Sau Tết chúng ta sẽ mua. Mình nghĩ là giá của iPhone mà hợp lý nhất để chúng ta mua là gì? Đấy là đợi đến hè đi cho nó thoải mái, được chưa? Còn nếu bây giờ bạn nào muốn có nhu cầu muốn mua iPhone sớm thì thực ra sớm chả được đâu, nhưng mà ý là trước Tết thì bạn hoàn toàn có thể đặt hàng trước tại Sellnet được. Sellnet đảm bảo cho các bạn là sẽ giao hàng trước Tết cho các bạn. Đó, về những sản phẩm iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, thực ra là giá của ở Sellnet thì mình thấy là một mức giá hợp lý. Hãy chú ý rằng giá bán iPhone ở Sellnet không phải là giá bán rẻ nhất. Đó, nhưng mà có thể ở những nơi rẻ nhất các bạn sẽ phải chờ đợi rất là lâu. Đơn giản vậy thôi. Ok, tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghi comment của video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.